Trường mầm non Cầu Diễn, dù số lượng học sinh đăng ký đến ngày thứ hai trong thời gian tuyển sinh đã vượt chỉ tiêu được giao, nhưng lại hoàn toàn không có cảnh tượng phụ huynh tập trung đông đúc tại trường để nộp hồ sơ. Cũng bởi 100% tỷ lệ học sinh đăng ký đều được thực hiện theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền như là trên website, rồi là trên Facebook của nhà trường cũng như là Zalo của các nhóm lớp của trường. Vì vậy mà cái phụ huynh đã nắm rất là rõ về các cái bước tuyển sinh trực tuyến. Kết quả tuyển sinh trực tuyến đối với nhà trường trong ngày đầu tiên đến ngày thứ hai đã là rất là cao và đạt tỷ lệ 100%. Việc tuyên truyền được thực hiện tốt, tỷ lệ đăng ký trực tuyến tại nhiều trường cao. Song những thắc mắc từ phía phụ huynh vẫn là điều khó tránh khỏi. Công tác hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ phía nhà trường nhằm đảm bảo việc khai nộp hồ sơ của phụ huynh được thực hiện một cách thuận lợi nhất. Khi mà đăng ký thì là người ta bắt yêu cầu mình là phải điền cái mã số học sinh, thì chị cho em hỏi là cái mã số học sinh này thì em lấy ở đâu ạ? Cái mã số của con ấy thì vì con là chưa là học sinh của trường mầm non Cầu Diễn nên là con chưa có mã số. Và chị không cần phải điền cái phần mã số ở trên và chị vui lòng điền tiếp tục cho em các cái thông tin ở dưới ạ. Khi mà đăng ký trực tuyến mà có những cái việc chưa hiểu thì phụ huynh điện thoại thì chúng tôi đã đáp ứng ngay và giải thích ngay, phụ huynh rất là vui vẻ. Sau 5 năm triển khai, sự thuận tiện nhanh gọn của việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến đang trở thành yếu tố cho nhiều phụ huynh lựa chọn. Và đặc biệt năm nay, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 vào đúng thời điểm tuyển sinh, đăng ký trực tuyến còn được xem là hình thức góp phần hỗ trợ, đảm bảo công tác phòng chống dịch hữu hiệu. Tôi chỉ việc ở nhà mà tôi cũng có thể là đăng ký tuyển sinh cho con mà cũng không cần thiết phải ra trường. Dịch Covid vừa rồi thì tôi cảm thấy là cái tuyển sinh trực tuyến này rất là an toàn, bảo vệ cho tất cả mọi người nữa. Trong cái tình hình diễn biến Covid diễn ra rất là phức tạp và đang quay trở lại trên các cái địa bàn, hình thức tuyển sinh trực tuyến giúp cho các bậc phụ huynh giảm tải về cái việc không phải đến trường, tránh tập trung. Hiện thời gian tuyển sinh các lớp đầu cấp của khối tiểu học đã kết thúc, khối mầm non sẽ hoàn thành vào hôm nay. Và từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 tới sẽ là thời gian tuyển sinh đầu cấp của khối trung học cơ sở.